không tự giải quyết này cũng dễ nhìn nè. Trời tự xử đi hả? Tự giải quyết đi. Trời thấy ghê quá à. Em không biết đâu tự giải quyết rồi. Trời thấy ghê quá à. Có ai tự giải quyết đi. Hỏi gió quá à. Ơi, nó sẽ chơi cho mày cưng. Chị không nói không, em đầu xuống, hàng. Em xuống dưới luôn rồi. Em có kêu đấy. Em đã đi xuống dưới rồi. Chứ đừng ghéo em nè. Ai cho nó vô đây chứ. Chưa vui tới thứ ba rồi nha. Chào cả nhà, hôm nay lên cho các chị lô con nhung quá đẹp luôn nè cả nhà ơi. Con nhung bùng ngón nha. Con nhung nha các chị, con nhung quần ngố rất là đẹp. Em định bán cho các chị combo 145.000 hai bộ mà thôi. Em bán cho mấy chị 70.000 bộ luôn nha. Giảm thêm mấy ngàn trăm chế nữa. Lô này là lô cuối cùng của con nhung. Quần ngố nên là các chị đẹp nhà em, tại vì xưởng hết luôn rồi mấy chị, em gom hết cho mấy chị được 500 bộ đó. Các chị đẹp nhà em tranh thủ nha, tranh thủ mình mua. Đẹp lắm. Bông đợt này đẹp đẹp không à. Đẹp. Con cãi. Nhét cục này vô lỗ. Chứ điệu à. Phải có cái lỗ thì cái ngồi mới được. Đó. Lại chứ đưa cái cục đó qua đây. Đưa cục đó qua đây cho em. Ừ, đúng rồi. Có cái lỗ cho cái ngồi mới được. Cái lỗ không có ngồi được. Rồi con cãi đã chưa. Em bịt vô hôm đó em chín bông à. Ở trên dưới ăn cái gì chứ ăn đi trời. Sao? Hình như còn thiếu á, dạ, còn thiếu cái bông màu cam á. À có luôn rồi. Chín bông đúng không? Chị đếm lại. 1 2 3 4 5 6 không à. 7 9 10 11 đó đó nha. 10 bông mà ông ơi, đâu ra 11 vậy. Ở đây là 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 bông nè. Sao có 1 cái 10 bông. Giờ ra 11. Cái này là nó 3 bông rồi nè. Chị lúc đủ 3 bông chưa? Cái hàng bộ chị mặc á là nó có tới 3 màu lận đó. Đủ rồi nè. Rồi cái cục chị mới thảy xuống là nó 2 màu đó. Màu. Đúng rồi. Rồi cái đó nó cũng có 2 cái luôn. Yeah. Ờ cái bông xanh với cái này nữa rồi còn nào bông nữa. Cam còn nãy nè. Cái đen đen này nè. Cái đen đen này là này nè ông ơi. Phải không? Không buộc làm bậy rồi đó, đâu mà ra 11 bông 10 thôi chứ không có khi nào mà chị thở chứ chắc lẻ hết á. Đúng rồi, chị thở 8 10 12. Ờ vậy là 10 bông. Trời bả chưa ghê ra nữa kìa chị, cứ ghê chưa? Không cái 5 cái 6. Hello, hello cả nhà mình ơi. Cả nhà mình ơi, em biết thiếu cái bông nào rồi. Thiếu cái bông này nè. Ủa, em rút rồi. Dạ, chết hết biết rồi. Ố bà ba hôm nay chưa có về hàng chứ ơi. Hôm nay mua đồ ton đi các chị ơi. Đồ ton đẹp quá, có 70 ngàn một bộ nè. Bán 69.000 là khó tính tiền quá. 70 nên cho nó chậm. Nên là bán 70.000 mới chê. Cô Tám nói tiền cũng còn nghĩ. Cô Tám nói câu nó đi đổi tiền lẻ mới chế ơi. Nên là em bán 70.000 ha. Chứ thật ra là định bán 69.000 đó. Bảy chục ngàn cả nhà ơi, 70.000. Chị Bảy ơi, bữa nay mua bộ này đi chị Bảy, bữa nay có size chị Bảy nè, có size số 6 luôn á. 75kg. Con nhung lần này rất là đẹp, 70.000 nha mấy chế ơi, 70.000 một bộ thôi. Em vừa lên mã hả? Một chấm mấy chị khó hồn hay là giờ mình lên bông thôi, lên bông đi.
bông tím ha. À bông tím, bông xanh, bông cam rồi cái mình rồi bông cam nhiều cái cam lắm nha chị. Ừ, chị lên mọi 2 3 4 rồi, 5. Ok đi. Lên số 1 ha. Để cho đánh dấu lên 1 tới 10 đi. Ok. Cho em cái viết cho chị đi. Rồi có rồi, lấy hạt thấm xinh. Bộ em mặc là mã số 1 cái chứ ơi. Mã số 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 tương đương với size 2, size 3, size 4, size 5 và size 6. Size 2 vẫn là 55kg nha, size 3 là 60, size 4 65, size 5 là 70 và size 6 là 75kg. Cái chị đẹp nha, em mặc vừa. Đúng rồi, giả tôm này là đẹp mát nha, 1.6 cho chị 7. Ok, em cảm ơn chị 7 rất là nhiều. Cái này chứ. Mấy nói cho chị 7 đó là đủ rút mấy chị đều đi rồi. Mấy lại đang ngồi luôn. Chờ em xíu nha cả nhà. Là đây đây chế lên cái phần lạnh chứ. Phục phút. Đâu có dễ. Không, em có quần ngố à chế ơi, quần lửng chưa có. 1.4 cho chế Chi Dương. Chim giá quản được vậy. Còn có 10 bông lận cho có 10 bông lận chị 7. Cái lô này em có 10 bông. Dạ còn nha chế Thanh Duy ơi, bộ bà lai cỏ úa 5 em chốt cho chế nha. À không có quần dài cho chị 7, đợt này em không có về quần dài. 1.4 cho chế 1.3 cho chế Dân Nguyễn. Mà đạt tin hỏi chưa rõ mặn rồi. 1.5 em chốt cho chế Thức Lan Viên. Ok chế Thanh Di. Rồi bảo em đang mặc cái chị lên giúp em mã số 1 nha, mã số 1. Tôn Nhung nha các chị ơi, đẹp lắm luôn á. Cái chị mua đi, em chỉ có một lô duy nhất thôi đó. Tại vì xưởng không có ra hàng nhung nữa, xưởng sẽ ra hàng khác. Nên là cái lô này đó là em lấy hết về cho mấy chị là lô cuối cùng đó. Nên là giá rất là mềm, cái chị đẹp nhà em tranh thủ nha. Mua đại 10 bộ luôn đi mấy chế về để dành mặt. Để mọi cái chị thấy là em dán tôn nhung rất là lâu luôn rồi đó, không có hàng. Bà Ba tím cà không có, chế Dân Nguyễn ơi chỉ có bà Lai thôi nha. Bộ bà Lai em like hồi nãy á. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 2 cả nhà. Chốt em bộ này mã số 2 nha. Bông đợt này rất là đẹp. Bông nào cũng đẹp trơn á, vải cũng đẹp nữa. Lên giúp em bộ này mã số 2 cả nhà, mã số 2. Chốt em bộ này mã số 2 nha, mã số 2. Quần có hai túi hai bên luôn nha cả nhà. Nè, quần ngố nha, có nghĩa là quần ngố, quần nó gần tới đầu gối đó. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 3, 2.6 em chốt cho chị 7. Lên giúp em bộ này là mã số 3 cái chị, mã số 3. 70.000 một bộ cả nhà ơi, Tân Nhung. Nói chung là này form này giống như form đồ bộ nha, tại vì cái form này là em may cho cái chị là form to đó. Tân Nhung là sau này em ra cho cái chị là form quần cũng to mà form áo cũng to đó, chị mặc cho nó thoải mái. Vải Tân Nhung nha chị Nguyễn Bình ơi, 1.3. 1.3 cho chị Nguyễn An, hai mà hai bộ hai màu. Là chị lấy một bộ màu tím với một bộ màu xanh hả chị, cái bông giống em mặc nè ha, bông màu tím với bông màu xanh đi. Nó có nè nha, em lấy cho chị bông màu tím với bông màu xanh. Bà Lai tím cà cho em cái size đi chế Dân Nguyễn. Đồ bà Lai hồi nãy em có lên rồi đó chị, chút xíu em lên lại. Cho chị 5 bộ 70kg, 70kg mình cao bao nhiêu vậy chị Thảo Vy, bộ em mặc là mã số 1, chị Kim Loan Sống. Ví dụ như chị lên là 1, nó sẽ có 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Có nghĩa là nó tương đương từ size 2 đến size 6 đó chứ. Tên quần dài em không có. Rồi cho chị Dân Nguyễn một bộ tím cà bà Lai size số 3. Ok chứ Dân Nguyễn. Ok chứ cao 1m7 ha. Rồi ok em lấy cho chế size số 5. Chị Thảo Vy cho em số điện thoại. Chị Thảo Vy cho dùm em số điện thoại nha chế. 5 bộ size số 5. Lên giúp em bộ này là mã số 3. Chốt em bộ này mã số 3 cả nhà ơi. Con Nhung đợt này bông đẹp đẹp không à. Mã số 3. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 4. Rồi em thấy số điện thoại của chị Thảo Vy. Chốt em bộ này là mã số 4. Mã số 4 là bông màu nâu nè, rất là đẹp luôn. Mã số 4.
màu tươi đúng không? Rồi lấy màu sáng cho chị nha em. Nhưng mà nếu mà chị lấy màu tươi thì nó sẽ có bông màu cam nhiều nha. Tại vì cái bông màu tươi của em là ở đây nó có tới 3-4 bông màu cam lận. Chị chịu không? Chịu thì em chốt. Có gì nghĩa là nó họa tiết nó giống mà cái bông nó, cái màu nó khác thôi đó. Lên giúp em bộ này nha cả nhà. Chốt em bộ này là mã số 4. Lên giúp em mã số 4. Còn không thì chị tự lựa trên like giùm em. Mình ưng cái nào mình lựa cái đó. 1,5-56kg mặt size 3 chị Phương Lê. Mặt size 3 nha chế. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà. Rồi chị Thảo Vy tự chọn đi. Chị đừng em đừng rút cho chị Thảo Vy, cho chị tự chọn đi. Rồi bộ em mặc chị lấy thì lên giúp em là 1.5. Chị lấy thì lên 1.5 giúp em, chị Thảo Vy tự chọn nha, em sẽ không có rút giùm. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 5. Đúng không chị? Giúp em bộ này là mã số 5 nha, nó là Tôn Nhung, chị Nguyễn Mai, Tôn Nhung quần ngố. Size 2 là 55kg trở lại, size 3 là 55kg đến 60kg, size 4 là 60 đến 65, size 5 là 65-70 và size 6 là 70-75kg. Rồi 1.5 cho chị Thảo Vy, 4.3 cho cô Hoa. Mã 4, 1.5, 4.3. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 5 cả nhà ơi, mã số 5. 1.5 với 3.5 em chốt cho trái kim lon tống. Rồi bộ em đang cầm này là màu này là mã số 5 nha cả nhà, rất là đẹp luôn nè, bộ này đẹp lắm. Mã số 5 nha cả nhà, mã số 5. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã số 6. 5.5 cho chị Thảo Vy. Lên giúp em bộ này là mã số 6 cả nhà, mã số 6. Các chị nhớ lên mã đồ kèm theo cái size ở phía sau giùm em nha, cái chấm ở phía sau là cái size đó cả nhà. Lên giúp em bộ này là mã số 6 cả nhà. Mã số 6. Đẹp lắm, có 70.000 à các chị. 6.5 cho chị Thảo Vy, chị Thảo Vy nhớ cái chấm 5 ở phía sau giùm em nha, có nghĩa là chị mặc size số 5 đó. Lên giúp em là mã số 6 nha các chị, mã số 6. Rồi chốt em bộ này mã số 7. Tổng cộng em có 10 bông cho mấy chị. Mã số 7 cả nhà ơi, nó đẹp nè. 5.4 cho chế Nguyễn Hồng Cẩn. 1.5, 3.5. Chốt em bộ này mã số 6. Đẹp chưa cả nhà? 7, mã số 7. Ủa mã số 7 lộn. 6.4 cho chế anh Nguyễn. Ok chế anh Nguyễn. 6.4 là cái bông nâu. Đúng rồi, 6.4 là bông nâu. Em đang cầm là mã số 7 cả nhà. Đây cái bộ này cũng đẹp nữa nè. Mã số 7 nha, mã số 7. 7.5 em chốt cho trái kim lon tống. Size 5 là size 65-70kg đó cả nhà. 6.3 em chốt cho chị Nguyễn Thị Thu Thảo. Em mặc là mã số 1 nha cả nhà mình ơi. Rồi lên giúp em mã số 7 nha, mã số 7. Rồi mã số 8 nè. Chốt em mã số 8. Con Nhung nha các chị đẹp nhà em ơi, mua đi rất là đẹp luôn, mua mặc ngủ mấy chị mát, siêu mát. Quơm là yên tâm ha. Em may cho cái chị quần thì có hai túi hai bên luôn nha các chị. 7.5 em chốt cho chị Thảo Vy. Ok chứ Thảo Vy. Rồi lên giúp em bộ này mã số 8 cả nhà ơi, mã số 8. Chị em đi đó, chị lấy giùm em đi. 8.5 cho chị Nguyễn Mai, hiện tại là đầu chín tóc em hết rồi nha chứ ơi. Đầu chín tóc em còn size có 60kg trở lại à. 60kg hay là 55kg gì đó, nó còn được vài bộ hả chứ. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà. Chị Băng Duyên lấy hai bộ, một bộ mã số 7, một bộ mã số 1, size số 6. 7.6 với 1.6 cho chị Băng Duyên. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 9 cả nha. Mã số 9. Cái bông em đang mặc là nó có 3 màu, màu tím, màu cam và màu xanh. 7.1 với 6.1 à. 7.1 với 7.6 với 6.1. Chỉ ghi như vậy đó chị. Có nghĩa là mã số 7 với mã số 1 là size số 6. Lên giúp em bộ này là mã số 9 nha, mã số 9. 9.4 cho cháu Anh Nguyễn. Chị Kim Lân Tống là đổi là size số 4. Nghe kỹ giúp em, chứ Kim Lân Tống là bình thường mình mặc size nào thì đồ bộ mình mặc size nào thì mình chốt size đó. Còn ví dụ như là chị còn ví dụ như chị muốn rộng rãi hơn thì chị lấy lên một size thôi nha. Nghe kỹ giúp em. Tại vì cái form này em cắt là form em đã trừ hao cho cái chị rồi. Ủa 7 là cái này nè. 7 là em bấm đi tới đâu rồi, tới chế Anh Nguyễn hả? 9.5 cho chế Nguyễn Mai, 9.5 cho chế Thảo Vy. 7 là cái đen cam
lá xong. Đúng rồi, cái đó mã số 7 đó. Tại vì cái này tôi ghi là cái lá kia hả? Không, con em không có chính tốt chị. 8 là cái này là hàng sale của lò mấy chế ơi. Hàng sale của lò mấy chị mới mua được giá mềm như thế này nè. Chứ bình thường cái tôm này ra là giá nó cũng cao rồi đó. Không có rẻ gì đâu. 9.4 cho chế Nguyễn Nhung. 9 là cái bông xanh á. Mã 9 là cái bông xanh đó. Chị Băng Duyên lấy một bộ một thôi. Xả cái bộ số 1 của chị ra. Mã số 7 là 7.6 á. Không có sao, không có 1.6. Nè, chị Băng Duyên là cái này nè, đúng không? Mã số 7 mà 1.6 nè. Ờ, rồi em lấy cho chị 7.6 thôi. Có nghĩa là có một bộ mã số 7 thôi. Hiểu không? Ừ. Đúng không? 7.6. Không có mã số 1. 7.4 cho chế Nguyễn Hồng Cẩn. 9.4 là cái bông xanh nè. Cao 1m52, nặng 52kg là mặt size 2, đúng rồi chị Quế Nhi. 70kg cao 1m7, đúng không chị Thảo Vy, thì chị mặc size số 5 nha. 8.4, 3 bộ cho chị Nguyễn Liễu. 8.4, 3 bộ cho chị Nguyễn Liễu. Mã số 8 là mã này nè. 3 bộ. 1.2 cho chế Quế Nhi. Ok, chế Văn Duyên. Rồi lên giúp em mã số 9 nha. Ok, chế Phương Lê. Ok, chế Phương Lê ạ. Rồi chốt em bộ này đi cả nhà. Bộ này mã số 9 ạ. Đẹp lắm cả nhà ơi. 70.000 à. Mã số 9 là chị đang cầm á. 8.5 cho chị Thảo Vy. Mã số 9 là bông xanh chị đang cầm. Rồi cuối cùng là mã số 10 nha cả nhà. Mã số 10. Chốt em mã số 10 ạ. Đẹp quá đẹp cả nhà ơi. Bông màu hồng. Chốt em mã số 10 nha. Mã số 10. 70.000 một bộ. Tân nhung quần ngố. Quần có 2 túi hai bên. Size số 1. Ủa quên, cái này em có từ size 2 đến size 6 nha. Size 2 là 55kg. Size 3 là 60kg. Size 4 là 65. Size 5 là 70. Và size số 6 là 75kg. Cả nhà mình mặc vừa. Còn chị nào hơi thấp người á thì hoặc là cái chị thích mặc rộng rãi to, với chị thích mặc rộng rãi thì chị có thể lên size cũng được nha. Không có sao hết. Mã số 10. Mã số 10 là bộ này nè, chứ bộ hồng mà tua tua nãy đó. Nè, cái này còn hai bên nãy giờ chưa dứt nè. Chế Nguyễn Mai ơi, chế Nguyễn Mai lấy size Mai lấy mã mấy ạ? 10.4 cho chế Nguyễn Hồng Cẩn. 10.4 cho chế Chi Dương. 9.4 cho chế Nhàn Thanh. 1.3 cho chế Nguyễn Thu Thảo. 1.5 cho chế Nguyễn Mai. 10.4 cho chế Thu Thủy. 1.4 cho chế Nguyễn Nhung. Bộ em mặc là mã số 1, bông tím là mã số 1. Rồi đây là mã số 10. Cái này mà cột theo thun lưới là dễ rút á. 10.5 cho chị Nguyễn Mai. Cho chị số 3 mã 8 size 4 là cái gì của chị Nguyễn Liên á? 3 bộ. Mã 3 bộ mã 8 size 4, đúng không? 3 bộ mã 8 là một bộ một lấy một mã một lấy 3 bộ. Phải chỉ bình luận vậy không? Em đọc hết cái câu của cho chị rồi. Chị số 3 mã 8 size 4. Em là đọc. Đây này anh em đọc ý ghê. Chị đọc ra là 3 bộ. Rồi chị Nguyễn Liên bình luận lại giúp em đi, ý của chị là sao em chưa hiểu. Cho chị số 3 mã 8 size 4 là sao chế? Là 3 bộ mã 3 mã 8 size 4 hay là sao? Chị bình luận em chưa có hiểu chị Nguyễn Liên, chị Nguyễn Liễu chứ lộn. Em đọc sơ qua em tưởng đâu là chị lấy 3 bộ mã 8 size số 4, nhưng mà không phải, bình luận vậy chưa hiểu chứ ơi. Cái bill cuối cùng là bill của ai rồi chứ? Nguyễn Mai 10.5 của chị Nguyễn. Em mặc là mã số 1 của chị nhà ơi. 1.4. 1.4 cho chị Nhàn Thanh. 1.3, 1.3 là nữ nè. 1.3, 8.3. Tạm đi, em lưu một cái lại nữa là chị nhớ nè, nó có nhiêu bông đó hả? Mã số 8 là cái bông hồng đó chứ, đúng rồi. Bông đó đó. Cái bông đỏ đỏ. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 10 nè cả nhà. Em mặc là mã số 1 nha. Em mặc là mã số 1, bộ em cầm là mã số 10. Bộ em cầm là mã số 10 nha. Rồi cái bộ bông cam này là mã số 7 nè, rất là đẹp luôn. Chị Nguyễn Liễu bình luận lại giùm em đi chứ ơi, chứ bình luận em chưa có hiểu chứ ơi. Mã số 7 cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 7 nha, mã số 7. Bông nè.
Mã số 7, 70.000 một bộ. 10.4. Các chị lấy 10 bộ luôn đi. Em chỉ có một lô duy nhất thôi, không còn lô thứ hai. Em khẳng định với mấy chị luôn đó. Nó có giá nó cũng không bao giờ rẻ như thế này đâu mấy chị. Bảy chục ngàn. Rồi bộ mã số 10 nha, mã số 10. Đây mã số 9 nè. 10.2 cho chú Quế Nhi. Em mặc là mã số 1 nha. Rồi mã số 9 nè. 1.5 nè. Mã số 9 là bộ mà bông xanh nè các chị. Bộ bông xanh là mã số 9. Bộ bông tím là mã số 1. Bộ bông cam là mã số 6. À, cái bông em đang mặc là em có 3 bông. À, các chị lựa chọn à, hoặc lấy 3 bộ luôn cũng được. Bộ bông cam này là mã số 6 nha. Bộ bông xanh là mã số 9. Bộ em mặc là mã số 1. 70.000. Quần ngố giúp em Tâm Nhung. Người ta để trong cái góc không đẹp. Giống như cái giò đó mày vậy đó. Mã số 9 chứ. Em mặc là mã số 1 nè, màu tím. Xanh này là mã số 9. Cam này là mã số 6. Chiều nay chị Nhàn Thanh nhớ bắt máy giúp em nha chị ơi, để mấy bạn nhà em đi đơn nha. Rồi lên giúp em mã này nha các chị, chốt em bộ này là mã số 5. Mã số 5 là bông màu cam rất là đẹp luôn. Đây Tom Nhung. Chốt em bộ này là mã số 5. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 8. Đây là mã số 8. Chớ em mã số 8, 5.4 cho chị Nguyễn Hồng Cẩn. Chị nào thích rộng rãi có thể lên một size cũng được nha mấy chị. Cái này các chị mặc không có sợ rộng đâu nha. Số 10 này chứ. Rồi mã số 3, màu xanh. Chế nào thích màu xanh ngọc thì lấy mã số 3. Chớ em mã số 3 nha, mã số 3. Chốt em mã số 3 nha các chị, mã số 3. 70.000. Mã 1, mã 9, mã 6, size số 5 cho chế Lan Hứa. Cho cô Hoa. Ai bảo quá chú kiếm em hay gì vậy? Giờ này mất mặn. Dạ không có bộ quần dài ạ. À. 70.000 một bộ chứ ơi, 70.000 một bộ. Rồi lên giúp giùm em mã này nha, mã này lên giúp giùm em mã số 2. Chị Chi Dương 5.4, xã mã 10. Mã số 5.4. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 4. Bộ bông nâu là mã số 4 của chị, 2.4 cho chế Thu Thủy. Bông nâu này là mã số 2. Ủa anh mã số 4 lộn. Bộ bông nâu này là mã số 4 cả nhà, mã số 4. Số 2 là bông cam, số 4 là bông nâu. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha, bộ này lên giúp em mã số 4. 10. Rồi em hết rồi đó mấy chị, em đang mặc là mã số 1 nha các chị, mã số 1. Cái 1 thì dễ làm được hết. Rồi bộ này mã số 10 giúp em xíu chế quen à.
là hết lô là biết hết không. Không có một hồi xong mà chị sẽ cột theo y như bông lưới vậy đó, cột một cọc. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, chốt em bộ này là mã số 10 ạ. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Tôn Nhung đợt này bông đẹp đẹp không à. Mặc vô nó mát quá mấy chế ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 10. Chốt em mã số 10 nha. 1 với 2 chế vô 1 cặp, 3 với 4 vô 1 cặp, vô nó thành 5 cặp là ok vậy. Ba chấm ba với 4.3 em chốt cho chị Trương Thị 7. Rồi chốt em bộ này là mã số 5 cả nhà, mã số 5. Mã ba là này nè, con xanh ngọc á. Đúng rồi, mã số 3 là xanh ngọc. Lên với em bộ này là mã số 5 cả nhà ơi, mã số 5 đẹp quá. Chốt em mã số 5 nha, mã số 5. Chị Đạo dưới hay gì kìa chị Hương ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 5 cả nhà, mã số 5. Chốt em mã số 5. Rồi mã số 8. Chốt em mã số 8 nha cả nhà, mã số 8. Mã số 8 ạ. À. Mã số 8 cả nhà, mã số 8. Năm chấm bốn cho chế Nguyễn Nhung. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 4. Mã số 4 nha cả nhà, mã số 4. 5.4. Đúng rồi, là mã số 5 xây 4. Chốt em bộ này là mã số 4 cả nhà, mã số 4. Coi như là cái xay đó. Bông nâu rất là đẹp. Cái xay nó nằm ở phía sau nè. Phía trước là cái mã đồ. Lên với em bộ này là mã số 4 cả nhà, mã số 4. Rồi mã số 2. Chốt em mã số 2. 70.000 một bộ các chị nha. Quần ngố giúp em. Nó chưa có tới đầu gối nha các chị, nó nằm trên đầu gối tí xíu nha. Tân Nhung 70.000. Quần có hai túi hai bên giúp em luôn. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 2. Chốt em mã số 2 nha cả nhà. Chị nào mà không có đùi mặc cái đùi sát được thì các chị mặc cái đùi này nè. Ok. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã số 2. Chấm 4 cho chị Nguyễn Hồng Tận. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 7. Số 7 đẹp quá. Chốt em mã số 7. Chị Nguyễn Liễu, em không có thấy chị Nguyễn Liễu trả lời nên em không có chốt đơn nha chị Nguyễn Liễu. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 7. Mã số 7 đẹp quá các chị ơi. Chốt em mã số 7 nha, số 7. Chốt em mã số 6. Chốt giúp em bộ này mã số 6 à. Chốt em mã số 6 nha các chị yêu ơi, mã số 6. Đẹp quá. Nãy vô làm địa cái bộ này. Chốt em mã số 6, 7.4 cho chế Thu Thủy. Rồi chốt em mã số 3. Mỗi một chế lấy 5 bộ về giờ mặc mấy chị ơi, đẹp quá. Ồ này sọt cái bộ này vô chịu mới nổi nè. Lấy cái bộ đùi, lấy cái bộ dây là này kia. Lên giúp em bộ này mã số 3.
Chỗ em mã số 3 nha, mã số 3. Chế nào thích cái bao tông chầm chầm thì lấy mã số 3 nè. Mã số 3 với mà bông nâu đó, hình như là mã số 4 đúng không? 3 với 4. Rồi bộ cuối cùng là lên với em mã số 9. Mã số 9 là bông xanh. Chốt em mã số 9, cả nhà mã số 9. Rồi lên giúp em mã số 9 đi cả nhà, mã số 9. Rồi em hết nha, tổng cộng có 10 bông. Chốt em mã số 9. Chị Thức Lan Viên hồi nãy có mã số 6 hả? Chưa. Là em chưa chốt cho chị đó, 6.5 cho chị Thức Lan Viên. Là chị Thức Lan Viên 2 bộ, 1.5. Vải tôn nhung nha chị Tuệ Như. Tôn nhung. Tôn nhung quần nó vậy nè mấy chị, quần nó vậy nè nha. Dài cỡ này nè. 2.6, 7.6, 6.6, 9.6 em chốt cho cháu Nguyễn Linh. 9.6 cho cháu Nguyễn Mai. Em đang mặc là mã số 1 nha cả nhà ơi. Em đang mặc là mã số 1. Mấy chị có còn coi lại hả không thì em qua bộ bà like cho mấy chị nha. Bông tím em đang mặc là mã số 1. Em 1m58 là em mặc cái chiều dài nó cỡ này nha mấy chị. Em đang mặc size số 2 đó, 55kg trở lại mặc vừa. Rồi chốt giúp chùm em. Bộ em đang mặc là mã số 1. Ký chị Ánh Tuyết cao 1m55 trở lên thì mặc size số 5 bình thường nha chế. Còn chế thích mặc rộng rãi thoải mái hơn chứ chế có thể lên size 6 cũng được. Em có từ size 2 đến size số 6 nha. $70 một bộ. Rồi bộ đùi dây mango. $69. Em còn được 2 bộ này, 2 họa tiết này. Cái nào lấy thì lên giúp chùm em ha. Mã này lên giúp chùm em là mã da 60kg trở lại thôi nha. Cái chị bộ này thì 60kg trở lại thôi. Lên giúp em mã này là mã da. Quần đùi nha. Cái này là quần đùi. Bộ này là 60kg trở lại. Giống em mã da 69.000. Mango. Mã này lên giúp em mã chữ. Mã chữ 60kg trở lại luôn. Cái này là mango tầng 2 lớp. 60kg trở lại, nó chỉ có size nhỏ thôi, nó không có size bự. Chị nào size to thì lấy qua tôm giúp em nha. Tôm nhung rất là đẹp luôn. Rồi em hết nha cả nhà. Rồi chốt cho chế Phan Điệp 3 bộ. Mã M1, mã M9, mã M6, size 3 cho chế Phan Điệp. Ok chế Phan Điệp. Là 3 cái bông đó chứ. 3 cái bông khác nhau giống này. Ủa quên, giống bông khác nè. M9, M9 là cái bông xanh. M6 là bông cam. Bông nâu. Cái bông cam á, giống vậy mà bông cam vậy đó. Nâu là mã em mà. Cái ba. Đây là cái hai con. Dưới, ngay cùi chỏ tay chứ. Chốt nha. Rồi em lên cho cái chị bộ bà like luôn nha. Em lên cho cái chị bộ bà like luôn. Hôm qua cái mẫu tôm này nha mấy chị. Tối nay lên tôm tiếp. Em để nguyên hiện trường. Tối em lên tôm tiếp cho mấy chế. Họ sẽ soạn lại, cột lại nó dễ rút. Thôi chế chốt theo cặp đi. Cứ cứ 1, 2 cái vô 1 cặp, 3, 4 vô 1 cặp. Ở trên là không có mình. Nha, từ 2 thôi em có 1. Ủa 2, 3 2, 3, 4, 5, 6 hả? Trời, canh mê. Không, cột chung đi như bà ba đi trên các túi là cái nào buộc đi Quyên rồi. Dạ em nhẫn em sợ em buộc đi. Lên đây ngồi. Lên đây đổi chỗ nữa. Thôi bây giờ chế hãy cái mã 1 cho em đi, cái em cột ha. 1 với 2 đi. Bây giờ 1 với 2 vô 1 cặp đi, rồi em buộc 1 với 2 hay là sao? Lấy dây thun băng lại, bây giờ nó còn nó như vậy à. Thì cứ cho nó vô tới. Đơn của Út gửi luôn, khỏi gọi. Ok Út.
T3 còn bông nào còn đủ bông chị? 10 bông em còn đủ hết á, cho lấy mã số mấy? T3 còn có 6.3 với 1.3 em chốt cho chế Nguyễn Hoa. Rồi bộ bà lai em đang mặc nha các chị ơi, giá 145.000 một bộ nha. Bộ em mặc là màu nho nha các chị. Chốt em bộ em đang mặc là màu nho bộ bà lai. Bộ em mặc size 80kg em không có chị. Đợt này em về bộ bà lai này tới size số 5 hả? Tới size số 5 mà không có tới size số 6, 80kg chứ chị mặc không vừa rồi. Rồi bộ em đang mặc nha các chị, màu nho nha. Bộ lam, bộ ổ quên bộ bà lai. Rồi màu này lên giúp em màu xanh riêu. Chốt em màu xanh riêu nha, giá 145.000. Màu này chốt giúp giùm em là màu nâu. Màu nâu đất ạ. Lên giúp em màu nâu đất các chị. 63kg là chị mặc size số 4. Còn nếu mà mình lớn tuổi mình thích mặc thoải mái hơn tí xíu thì có thể là lên size 5 nha chị Teresa Vũ nha. Chị chờ em tí xíu nha chị. Để em lên cho hết cái màu của cái bộ bà lai cái nha. Rồi, màu này lên giúp giùm em là màu măng cục cả nha. Màu măng cục thì em trả lời chị rồi đó, chị Hương Mít Bụi. Là em nói là size 3 em còn đủ bông mà, còn cái này em đang lên màu mà. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu măng cục ạ. Chốt em màu măng cục nha. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu xanh lý. Chốt giúp giùm em là màu xanh lý với chị, màu xanh lý. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu đen hả? Chốt em màu đen cái chị, màu đen. Từ size số 2, bộ ton là từ size 2 đến size 6 em đều còn đủ bông cho mình hết. Cái chị cứ chọn thoải mái. Rồi chị sẽ cái cộng dây cái điểm mới được. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xám cả nhà, chốt em màu xám. Không mà nó mỏng. Màu này chốt em màu tím cà nha, tím cà. Cho tự bán bà. Tím cà giúp em, chốt em tím cà. Tối nay Quyên chuẩn bị nha, live tới 11 giờ tim nha. Tim nó ngủ đây luôn mà nó đâu có gì đâu mà chuẩn bị đó Quyên. Chốt em màu cỏ úa, cả nhà lên giúp em màu cỏ úa. Tối nay chế nào mua thun Mỹ thì thức khuya khuya xíu nha. Số 2 xe 6, cho chị có 2 xe 6 đây. Size 6. Rồi tổng cộng cái này em có 8 màu, 9 màu, 10 màu gì đó mấy chứ. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Chốt em màu này là màu vàng. Vàng này lên giúp em màu vàng nhạt nha các chế ơi. Cái này nó là lai giữa cái màu vàng nhạt với lại là màu màu da. Nó nghiêng về cái màu vàng nhiều hơn. Cỏ úa size số 2 cho chế sen trắng. Lên giúp em màu này màu vàng nha cả nhà. Em đang mặc là màu nho nha. Rất là đẹp luôn. Cái bộ này về cái chị mặc dài dài về đi, nó giống như cái bộ này em may nó lai lai cách phân tí xíu. Em nhấp lên áo em may nó dài ha, chứ nó không có ngắn. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu nho. Em lên lại màu một vòng lại cho mấy chị nha. Màu này lên giúp em màu vàng. Rồi màu cỏ úa giúp em, rất là đẹp luôn nha, màu mới nè mấy chế. Và lô bà lai màu này là lô bà lai màu cuối cùng nha mấy chị. Hiện tại là em chưa có ra thêm cho các chị nữa nha. Còn cuối năm thì có ra thêm không thì chưa biết. Rồi lên giúp em màu cỏ uống nha. Màu này lên giúp giùm em là màu tím cà. Chốt em màu tím cà cả nhà. Mã số 3 đúng rồi. Tím cà. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu lam. Ủa quên màu xám lộn. Em đi trên nha. Lên giúp em màu này màu xám. Xám đợt này là xám đậm nha các chị. Rồi màu đen hả? Chốt giúp em màu đen. Màu này lên giúp em màu xanh lý. Cỏ úa 3 cho chị Mã Thiên. Lên giúp em màu xanh lý. Màu xanh lý này cũng đẹp nữa nè. À, đợt này nhìn tươi lắm đó chứ. 83 em chốt cho chế Mã Thiên luôn. Rồi màu này lên giúp em màu măng cục. Màu tím măng cục. Sắp tới mùa măng cục rồi mấy chế ơi. Sắp tới màu măng cục là em có màu măng cục. T3 xanh lý. Chị có bộ bông tím 70k. Chị Chi Chi hình như là chưa có. Rồi em là em chốt cho chị Chi Chi một bộ màu xanh lý size số 3 với một bộ bông tím là mã số 1. Size số 3 cho chị luôn 1.3. Hết rồi, bông tím hết rồi. 1.3. 1.3 hết rồi. Mãi chốt cho cổ rồi hết rồi. Ủa vậy hả? Ừ.
Rồi. Vậy là hết rồi chứ Chi Chi ơi, 1.3 là bộ bông tím em hết rồi, em chàng còn bông cam với bông xanh chế lấy được không? Nó còn cái bông màu cam với bông màu xanh chị. Bông màu cam là mã số 6, còn bông màu xanh là mã số 9. Đây là bông màu cam nè, bông màu tím em hết rồi. Ủa, nhiều lắm mà nãy chốt hết luôn rồi hả chứ? Nhanh dữ. Thôi chị mà có chưa chốt cho mình hai tệ gần lẫn hết. Chị Phượng Hồng á. Ủa sáng chị có đơn không? Vừa chị Phượng Hồng hồi sáng có đơn không? Không, có đơn ngày hôm qua. Qua dòng rồi. Tới mã 6 đi nè. Lấy thêm cho chị hai bộ dây nữa là đi đơn. Hai bộ dây là nữa chị. Chị Chi Chi ơi, được không chị Chi Chi ơi? Em còn bông màu cam với bông màu xanh. Rồi lên giúp em màu xám. Đúng rồi, áo dây nguồn lĩnh chị. Giờ mới nhớ đó. Sao lưng chị kìa? Nó trên kệ trên kệ. Rồi chốt em màu này màu xanh riêu ạ. Chốt em màu xanh riêu. Số 3 xanh đi. Này xanh lý đúng không? Ui. Xanh riêu chứ xanh lý là màu gì? Xanh lý là màu hả? Em cứ chắc chắc nó rồi vừa tới đây. Số 7 phải không? Tới số 7 phải không? Để đi cho nó khỏe Nguyên ơi. Cho nó rối lắm. Nè. Nè, vậy đi đi. Cho nó dễ. Cái 3, cái 2 nè. Đó. Vậy là cứ rút rút thôi chứ cho nó khỏe. Cái gì Phương Hồng? Dạ. Xanh riêu xe số 5 cho chế Thanh Duy. Ok chế Thanh Duy. Rồi em sẽ lên lại cho các chị cái bộ con nha. Mời em mặc là màu nho nha các chị. Có bên tốt bên kia. Xe 5 với xe 6. Xe 5 nằm bên kia. 79. Lửng là 79. Cho Nam Nguyên ơi. Nho ba em chốt cho chế Quế Bình. Nho ba em chốt cho chế Mã Thiên. Cái chị có muốn em mặc lại cái bộ bà Lai á, cái chị muốn mà em mặc màu nào thì nói em mặc cho nha. Còn giờ em sẽ lên lại tôm cho mấy chị nè. Mã số 9 là bộ màu bông xanh chị đang mặc nè. Rồi bộ em mặc là tôm nhung nha cả nhà ơi, 70.000 một bộ. Xe 2 là 55kg, xe 3 là 60kg, xe 4 là 65, xe 5 là 70 và xe 6 là 75kg nha. Lên giúp em, bộ em đang mặc là mã số 9. Các chị ơi, mặc xe nào thì các chị lên giúp em, ví dụ như 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 và 9.6. Chứ nó đâu có lộn mẹ. Bôi bôi. Chốt em mã số 9. Rồi cái bông giống vậy nó là mã số 6 cả nhà. Đó là mã số 6. Mã số 1 là em hết size 3 rồi nha. Cái bông màu tím là em hết size 3 rồi. Cái chị mặc size 3 có thể cái chị mặc lên size 4 cũng được. Lên với em bộ này là mã số 6 à. Mã số 6. Mã số 6 là bông màu cam đậm. Em đang mặc là mã số 9. 70.000 một bộ. Lên với em bộ này là mã số 8. Đẹp quá cả nhà ơi. Chốt em bộ này mã số 8 nha. Con Nhung 70.000. Chốt em bộ này là mã số 8 nha chị, mã số 8. Chốt em bộ này mã số 8. Không, em không có áo cách tân chị. Rồi, chốt em bộ này là mã số 7 à. Mã số 7. Chốt em mã số 7, đẹp quá. Chốt em mã số 7 nha, mã số 7.
Rồi bộ nâu này là mã số 4. Chốt em mã số 4. Chốt em mã số 4. Mã số 2. Cho chị cọc mã này cho số 6. Số 8. Chốt em mã số 2. Để dưới sẵn. Mã số 2. Anh khỏi cột vậy, em để về chồng chồng bên đường nó nguyên cột nổi không vậy, mạnh mẽ. Chốt em mã số 2. Chế là chế lâu không nổi. Cái này nhiều quá em. Bỏ em mặc là mã số bỏ em mặc là mã số 9. Bằng là cột qua một. Đúng rồi ba. Bỏ em mặc mã số 9 đúng không? Không biết nữa. Không xanh hả? Không xanh. Chế Tô Quỳnh ơi, chế Tô Quỳnh 65kg, chế Tô Quỳnh cao bao nhiêu? Đúng rồi. Bỏ em mặc mã số 9 cả nhà ơi, bỏ em mặc mã số 9. Chế Tô Quỳnh 65kg cao bao nhiêu, chế cho em cái chiều cao đi để em tư vấn size cho. 1m55 trở lên mà chế kích mặt thoải mái hơn tí xíu thì chế có thể lên size 5 chế mặt cũng được, còn không thì mình chốt size 4 nha. Chị lấy lên giúp em là 9.4 hoặc là 9.5, chị lựa size đi, size nào em chốt size đó. Cái form này là em cắt cho cái chị rộng rãi đó, em mặc cho nó thoải mái nha. Rồi bộ này là mã số 1 nè. Mã số 1. Ok, 9.5 em chốt cho chế Tô Quỳnh. Rồi giúp em bộ này là mã số 1. Mã số 1 là bông màu chín. Em đang mặc mã số 9 là bông màu xanh. Mã số 6, em còn mã số 6 bông màu cam nữa. Lấy 3 bông 3 màu luôn đi chị. Lấy bông này 3 màu luôn đi, đẹp mà. 70.000 nha. Lên giúp em bộ này mã số 3 đi các chị. Mà xanh ngọc nè. Chốt em bộ này mã số 3 nha. Chốt em mã số 3. Chốt em mã số 3. Em lấy cho chế 3 bộ luôn nha chế. Dạ 65kg có chứ. Chị ok nên 65kg chị cho em chiều cao đi. Thích mặt thoải mái thì lấy size 5, còn thích mặt vừa vừa thì ví dụ mình gọn người, thích mặt vừa vừa thì lấy size số 4. Mã số 10 thôi. À thường mấy ví dụ như mấy chị mà có tuổi rồi thì mấy chị lên một size đi, ví dụ 64 65 kg lên size 5 mặc cho nó thoải mái. Chế Tô Quỳnh ơi, em lấy cho chế 3 màu luôn nha. Vậy là em lấy cho chế một bộ mã số 9 là bộ em đang mặc nè, bộ màu tím đó là mã số 1. Còn cái bộ màu kia là mã số, bộ màu cam đó là mã số 6. Rồi mã số 9, 9.5 cho chế Lê Thảo. Em lấy cho chế Tô Quỳnh thêm 2 bộ bông kia luôn nguyên. Màu tím với màu cam. Xe 5 luôn. Xe 5 luôn. Làm bài của chỉ 3 bộ. Có 70.000 hả các chị ơi? Mua đi. Bộ có 70.000 một bộ à. 9.5 nãy còn 2 bộ nè chị. Một bộ mà 9.5 luôn rồi chị. Em đang mặc là size 2 chứ nhanh chồng. Cái form này là em cắt to cho mấy chị nè. Form này là cắt size to đó. Em trừ hao cho các chị luôn rồi nha. Đây là size 2 là 55kg trở lại, size 3 là 60kg, size 4 là 65, size 5 là 70, size 6 là 75kg. Chị Tô Quỳnh là 2 bộ giống như vậy mà size 5 luôn hả? Không, 3 bộ 3 bông size 5 là 3 màu á. Chưa hiểu hả, màu tím và xanh màu cam. Vậy giờ cái màu này nè là mã số 6 nè, size số 5. Ừ, nãy giờ chị nói vậy mà. Bảy mươi ký cao bao nhiêu chị Nguyễn Thu? Hồi nãy em thấy chị có chốt mà. 70kg chị cao bao nhiêu? 70kg chị cao 1m56-57 trở lên thì chị mặc size số 5. Còn chị thích mặc rộng rãi hơn thì chị lên size số 6 cũng được nha. Ví dụ như chị nào mà sợ giặt nó nhăn nó rút lại á, sợ nó ôm á thì mình có thể lên size. Nhưng mà cái ton này là em cắt em đã trừ hao cho các chị rồi. Tại vì ton là các chị dù cho ton nhung hay ton gì các chị giặt nó vẫn rút nhẹ nha các chị. Quan trọng là ton hay da thì nó rút nhiều hơn, còn ton nhung thì nó rút ít hơn xíu thôi. Nhưng mà cái này form này thì em đã trừ hao cho các chị rồi. Nhưng mà ví dụ như chị nào hoặc cô nào có tuổi tí xíu mà mình thích mặt rộng rãi thì thôi trừ hao luôn lên hẳn một size nha. 1m65 70kg mình lấy size số 5 được rồi chứ.
Rồi bọn này là mã số 10 nè cả nhà. Bọn này là giúp em mã số 10, rất là đẹp luôn nha. 1m65 70kg là size 5 chứ, chứ lấy size 5 chứ mặc ok rồi đó. Để dưới đi em chồng size 5 lên, cột ngang cái đó. Rồi giúp em bộ này là mã số 10. Mã số 10, lên giúp em mã số 10 cả nhà. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em là mã số 5 nè. Mã số 5 màu cam quá đẹp. Không không, cái màu nâu đó là mã số 4. Số 4. Còn cái màu cam đó là mã số 2. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 35 nha các chị, mã số 5 màu cam nè. 10.5 em chốt cho chế Nguyễn Thu. Ok chế Nguyễn Thu. Lấy luôn bộ màu này đi chế Nguyễn Thu, bộ này đẹp quá. Bộ này mã số 5 nè. Màu cam đẹp. Mã số 10.5 nha chị. Chớ em bộ này là mã số 5 nha, mã số 5. 1m64 nặng 65kg chị Úc Ken mặc size số 4 chứ. Chớ em bộ này mã số 5 nha, 70.000 cái chị. Quần của nó là nó cũng vậy nè, em nó không phải là đùi sát ở trên mà đùi dài xuống vậy nè. Quần thì có hai túi hai bên chứ nè. Rất là đẹp luôn. Tay cánh tiên. Nói chung là mùa này cái chị mặc cái này là hợp lý nha mấy chế. 5.5 em chốt cho chế Nguyễn Thu luôn. Hình như chế Nguyễn Thu hồi nãy có bộ bà lai, ủa lai trước đây. Cái gì dòng đơn cho chị? Đúng rồi chị Nguyễn Thu, em nói là cái vải đợt này nó đẹp hơn thun lưới mà. Lên form cũng chuẩn hơn luôn, nhưng mà em lại không có nhiều cái vải đó, bây giờ em kiếm không có. Nên đợt rồi em nói với chị là tranh thủ mua đi. Thấy đẹp là tranh thủ mua đi để hết uổng lắm. Lên form nó cũng đẹp đó, lên form là cái chị mặc rất là đẹp. Em đang nhờ chị Tân Lan kiếm thêm cái vải đó cho em đó mà không biết có không nữa. Tại vì cái hàng đó đợt rồi nó là hàng mẫu. Rồi lên giúp giùm em màu này nha, chốt em màu này là màu, mã này là mã số 10. Em lên lại cho cái chị một lần nữa rồi xong rồi up like nha mấy chế. Sao bữa nay like mà rầu dĩ gì chèn, có ba mấy chị xem vậy. Chốt em cái này là mã số 10 nha, mã số 10. À bây giờ là buộc theo bông hả? Chơi theo bông đi. Rối lắm. Rồi cái bộ xanh ngọc này lên giúp em mã số 3. Bây giờ em đã nhớ rồi. Cho em cái bọc mới đi chứ. Anh nhìn nó trên cái mạng, các chị có ghi số trên cái mạng luôn. Chớ em bộ này là mã số 3 cả nhà ơi, mã số 3. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 2. Chớ em bộ này là mã số 2 cái chị. Bộ này mã số 2 rất là đẹp luôn. Mã số 2 70.000 một bộ tân nhung. Bà Lai có mấy màu hả? Bà Lai hồi nãy có mấy màu em quên rồi. 10 màu chết. Mã Thiên ơi 10 màu. Rồi bộ này lên giúp em mã số 1. Chốt em mã số 1. Mã số 1 này là em hết size 3 nha. Chế nào mặc size 3 là lên size 4 luôn cũng được. Bộ này không sao hết. Rồi lên giúp em bộ này mã số 4. 70kg cao 1m55, 56 trở lên thì mặc size 5 nha. Chế xinh bùi ơi, form bình thường nha chế. Còn chế thích rộng rãi hơn thì chế có thể lên size 6 cũng được. Chớ em bộ này nha cả nhà, chớ em bộ này là mã số 4. Mã số 4 là bông nâu. Chớ em mã số 4. Em mặc là mã số 9. Không sao hết trơn, không sao. Ở đây có mấy chị nè. Ở đây người ta có 30 mấy 40 chị đang chơi với người ta. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 7. Mã số 7. Chốt em mã số 7 nha, mã số 7 đẹp quá. Chốt em mã số 7. Ra chơi. Chốt em mã số 6, cản ghe rồi ra chơi. Chốt em mã số 6 à, mã số 6 cái chị.
giáo em mã số 6. Mới ra chơi bắt vô học rồi. Em rồi. Chó em bộ này mã số 5. Ủa vậy hả? Chó em mã số 5, cái chị mã số 5 ạ. Chó kìa chứ ai? Chó em mã số 5. Người ta đang ăn chị kêu chọn đồ rồi chị bán gì nữa. Người ta hỏi ăn chưa rồi chưa người ta mới nhờ chọn đồ mà. Này là cố tình là gì kiếm chuyện bỏ mứa nè để không bị la nè. Chú em mã số 8. Lên với em mã số 8 nha cả nhà, mã số 8. Để mất ngồi ăn hết. Đang dán hả? Đang ngồi dán mà không biết lý do gì. Trời mừng ghế thở đem qua dẹp liền. Chú em mã số 8 rồi, bộ em mặc mã số 9. Rồi offline nha cả nhà mình ơi. Em xuống luôn. Offline đi. Em offline ở đây nha. Bye bye, hẹn gặp lại các chị vào buổi live tối nay.